ra ở quá khứ này, cho nên sử dụng toàn bộ các thì mà chúng ta đã học ở quá khứ nha. Và để ý cho cô, đối với bài practice test số 5 này, nó khác với lại là các bài các em đã làm trước đây, là your story must end with this sentence, phải kết thúc bằng cái câu này chứ không phải là begin nữa. Các bài khác begin thì câu đó là câu mở đầu, thì bài này câu này phải là câu cuối, sau câu này chúng ta không viết thêm gì nữa. Các bạn hiểu dùm cho cô điều đó nha. Rồi về coi ngữ cảnh thì sao? It was the most difficult day that Jack ever has ever had. Đó là cái ngày mà khó khăn nhất mà Jack đã từng từng trải qua. Vậy nhân vật ở đây là Jack. Vì các em có muốn tham gia vào cái câu chuyện của Jack hay không thì tùy các em, nhưng mà nhân vật chính là Jack ha. Cái ngày khó khăn thì các em có thể tưởng tượng là những cái ngày mà bản thân các em cũng vậy, cái ngày mà làm bài test này, hay là cái ngày mà tham gia các kỳ thi cuối kỳ này, hoặc là ngày mà các em bị ốm này đó, hoặc là cái ngày nào đó mà trời mưa trời gió và các em phải đi lên trường trong cái tâm trạng là không có sẵn sàng đi học chẳng hạn, mưa bão chẳng hạn, vân vân. Đó thì các em có thể nghĩ tới những tình huống đó mà kể. Kể thì theo trình tự thời gian các em nhé, chuyện gì xảy ra trước, chuyện gì xảy ra sau. Hơn nữa thì các em nên sáng tác theo cái kiểu là nó khá là thu hút gây cấn một chút, lại là một loạt các thứ xui xẻo xảy ra chẳng hạn, thì cái câu chuyện của mình nó sẽ hấp dẫn hơn và chúng ta có ý để chúng ta biết hơn. Rồi các bạn thế thôi, còn về việc sáng tác thì mỗi người là mỗi cái ý kiến khác nhau, không ai giống ai cả, vậy thì các em sẽ cố gắng tự nghĩ nha. Rồi như cô nói đó là động từ phải dùng ở quá khứ, cho nên là các cái dạng mà giả định các em dùng ở quá khứ cho cô. Giả định giống như là would này, could hay là might này. Tránh trường hợp sử dụng chữ will hay là chữ can hay là chữ may ha. Ok vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn thực hành viết cái mẫu chuyện này. Bạn nào xong cái article và email thì chúng ta viết. Còn không thì cố gắng hoàn thành hai cái bài kia trước, đăng lên Padlet để cô sửa cái đã. Vậy các em nhé, bây giờ chúng ta thực hành ha.